Xin chào bạn, tôi là Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến khorashop24.com. Thưa bạn, video hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn cũng như với mọi người về một cái tác dụng rất đặc biệt của nước đông trùng hạ thảo và cái đối tượng sử dụng là các anh nam giới. Các bạn cũng biết là chúng tôi đã có những cái video giới thiệu về nước đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc cùng với cái tác dụng của nước đông trùng hạ thảo đối với người sử dụng, đúng không ạ? Đối với các cụ già. Thế hôm nay là tôi xin chia sẻ với bạn một cái thông tin cụ thể, đó là đối với các anh nam giới sao. Và nước đông trùng hạ thảo hiện nay thì đang là một cái lựa chọn số 1 của các anh nam giới. Tại sao ạ? Tại vì đây chính là một cái vị cứu tinh cho các anh trong cái vấn đề mà các anh muốn điều trị muốn cải thiện cái đời sống sinh lý. Vâng. Thì nó như thế này. Tôi xin trình bày là như thế này. Bạn cũng biết rằng là cái nước đông trùng hạ thảo nó có tác dụng gì rồi, đúng không ạ? Nó giúp mà canh là có cái sức khỏe từ bên trong, bổ từ bên trong, giúp chúng ta là tăng cường cái hệ miễn dịch này, tăng cường cái sức đề kháng của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng đây chính là một cái liều thuốc bổ thận tráng dương cho canh. Vì là sao ạ? Vì là nó giúp, nếu mà canh mà uống thường xuyên thì nó có thể giúp chữa liệt dương. Đấy, chống là xuất tinh sớm hay là kéo dài cái khả năng cương dương đấy, thì là đấy chính là cái điều mà các anh hiện nay đang rất quan tâm. Bởi vì các anh bây giờ thì bạn biết rằng là cuộc sống hiện tại có rất nhiều những cái áp lực, đúng không ạ? Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, gia đình, rồi mệt mỏi căng thẳng sau khi mà làm việc thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mọi người. Nhất là anh nam giới gọi là trụ cột trong gia đình, đúng không ạ? Các anh là phải cám đáng nhiều, rồi làm việc mệt mỏi, cho nên là sức khỏe suy giảm này, rồi cái khả năng ham muốn cũng suy giảm, khiến cho là cái cuộc sống vợ chồng là nó cũng bấp bênh, tức là nó có cái khoảng cách, đúng không ạ? Và các chị chắc chắn là cũng sẽ buồn về cái điều đấy. Thế bây giờ mình có một cái giải pháp để giúp các anh phục hồi thì đấy chính là nước đông trùng hạ thảo này ạ. Vâng, bởi vì là các anh được bồi bổ từ bên trong cơ thể, và cái tác dụng của đông trùng hạ thảo nó chính là giúp các anh chữa những cái bệnh về sinh lý của nam giới, cải thiện cái cuộc sống, cái đời sống tình dục của các anh. Đấy, đấy chính là một cái liều thuốc mà nói như là Việt Nam chúng mình có những cái câu nói là một người khỏe hai người vui ấy. Thì đấy chính là cái liều thuốc như vậy. Vâng, thế là đông trùng hạ thảo giúp cái gì ạ? Giúp cái khả năng chuyển hóa oxy, rồi tăng cường các cái năng lượng, giải phóng các cái năng lượng để giúp các anh thì có cái cơ bắp dẻo dai này, cơ thể dẻo dai, đúng không? Ngoài cái sự tăng trưởng về cơ bắp thì cơ thể của mình dẻo dai hơn. Đấy. Và kết hợp với ăn uống cũng như là thể dục thì các anh chắc chắn là sẽ có một cơ thể gọi là như ý, đúng không ạ? Như mà mình mong muốn, và đời sống tình dục viên mãn. Đấy, đấy chính là những cái tác dụng mà tôi muốn chia sẻ thông tin đối với bạn cũng như đối với mọi người về cái nước đông trùng hạ thảo này. Vâng. Và để biết thêm chi tiết về nước đông trùng hạ thảo, mời bạn truy cập vào trang web colashop24.com. Hiện nay thì một cái sản phẩm như thế này chúng tôi đang đưa ra thị trường với cái giá là 1.600.000. Và để mình có được cái sản phẩm mà bồi bổ cho cơ thể của mình, giúp cơ thể của mình khỏe mạnh, cũng như là giúp cho mình cải thiện được cái vấn đề về sinh lý, cũng như là mang lại hạnh phúc cho bản thân cũng như với người thân của mình, đúng không ạ? Thì đây là một cái giá rất là vừa phải, rất là hợp lý đối với người sử dụng, đúng không ạ? Vâng. Và các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi trao tiền, trả tiền hàng, đúng không ạ? Cũng như là chúng tôi có những cái cam kết về sản phẩm như là hoàn tiền toàn bộ tiền hàng nếu như các bạn chứng minh được hàng của chúng tôi là hàng không chính hãng, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đúng không ạ? Và chúng tôi có cái chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày thì các bạn có thể yên tâm khi sử dụng hàng sản phẩm của bên Colashop 24 giờ chúng tôi. Vâng. Và ngoài ra còn có những cái chương trình quà tặng rất là hấp dẫn đi theo một số những cái sản phẩm khi mà các bạn lựa chọn mua hàng ở bên trang web của chúng tôi. Vâng,
Và để đặt hàng, mua hàng thì mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com. Chúng ở phía dưới phần mô tả của video, chúng tôi có đường link đặt hàng, các bạn đều có thể là kích vào đó và để lại những thông tin của bạn như là tên, địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi có thể gọi điện đến tư vấn trực tiếp cũng như là giao hàng đến tận tay các bạn, đúng không ạ? Và các bạn cũng có thể gọi điện tới số hotline 0979 149 256 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Hoặc các bạn cũng có thể add số Zalo của chúng tôi là 0904 886428. Hãy chat Zalo với chúng tôi khi các bạn rảnh rỗi, đúng không ạ? Để biết thêm nhiều cái thông tin, những cái sản phẩm mà các bạn yêu thích, các bạn cần có, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn bạn ở những video tiếp theo.